Thưa khán giả, theo ban tổ chức thì năm nay phần lễ vẫn giữ những nghi thức truyền thống, tuy nhiên về tính chất và quy mô thì sẽ được nâng cấp so với trước đây. Một trong những nghi thức hút sự chú ý của đông đảo du khách và người dân địa phương đó chính là lễ phục thỉnh trước tượng Bà. Cùng với chính quyền địa phương, rất đông người dân đã tham gia đi bộ từ miếu Bà đến đỉnh núi Sam để trước Bà. Có người sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long nhưng cũng có nhiều bà con đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước. Khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, việc tổ chức lễ hội vía Bà chung xứ núi Sam vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, vừa giúp khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, bên cạnh phần lễ còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để hấp dẫn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, gần đây lượng du khách đến viếng khu di tích miếu Bà chung xứ núi Sam rất đông. Riêng dịp cuối tuần có hơn 15.000 lượt người một ngày. Mục tiêu của địa phương trong năm nay sẽ thu hút trên 4 triệu lượt khách, với doanh thu từ 120 đến 150 tỷ đồng, trong đó 30% nguồn thu dành để trùng tu, tôn tạo khu di tích cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Mới đây, chính phủ đã đề cử UNESCO công nhận lễ hội miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại thứ hai tại vùng đất Nam Bộ sau Đờn Ca Tài Tử. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của người dân tại đồng bằng sông Cửu Long mà còn là của cả nước.